tức đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là nội dung chính. Bóc trần chiêu trò của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng việc thiếu hiểu biết, đánh vào lòng tham của nhiều người, tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lôi kéo nhiều người bằng chiêu trò cấp việc làm, cấp nhà miễn phí. Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh Quảng Ninh tháng 3 năm 2021 cho biết, tổ chức phản động lợi dụng chính sách hỗ trợ người nghèo của các tổ chức trong nước và quốc tế để lôi kéo người dân tham gia các chương trình cấp phát nhà miễn phí và cấp việc làm. Bằng thủ đoạn này, tổ chức phản động đã lôi kéo được hàng trăm người tham gia. Phòng An ninh Đối nội phát hiện trường hợp DTNG ở thành phố Hạ Long bị một số đối tượng cốt cán của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lừa gạt sẽ cấp việc làm với lương 15.000 đô một tháng. Để được cấp việc làm, D phải tham gia trưng cầu dân ý, kêu gọi lật đổ chế độ tại Việt Nam và viết đơn xin tham gia tổ chức. Do không có việc làm ổn định và vì hám lời, D đã tham gia làm các thủ tục theo yêu cầu của tổ chức phản động. Khi hỏi về quan điểm chính trị và tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, DTNG khai rằng không hiểu gì về tổ chức này mà tham gia chỉ vì được hứa hẹn cho tiền. Theo cơ quan công an, bản chất của chương trình cấp việc làm và cấp nhà miễn phí này là hoạt động lừa đảo nhằm móc nối lôi kéo người dân tham gia tổ chức, hoạt động chống phá, cũng như lợi dụng người dân để hạ uy tín Đảng, Nhà nước, Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dựa vào danh sách, thông tin về những người đăng ký, họ vu cáo chính quyền Việt Nam không quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân, dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia tổ chức khủng bố, tạo sự mâu thuẫn của người dân với chính quyền, phá hoại sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Theo Bộ Công an, tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập năm 1991 tại Mỹ, tiền thân là tổ chức Tân Dân Chủ. Tổ chức phản động này do Đào Minh Quân, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ, trú tại California, Mỹ, cầm đầu, tự xưng là thủ tướng của tổ chức. Mục đích hoạt động của tổ chức phản động này là chống phá nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức như khủng bố, phá hoại tư tưởng, giải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại, gây rối an ninh trật tự trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với chủ trương hoạt động manh động, cực đoan, theo phương châm ba sạch, đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Theo Bộ Công an, ngoài Đào Minh Quân còn 6 đối tượng khác cùng đứng ra điều hành tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, gồm Kenly Triệu Thanh Hoa, bí danh Kenly Triệu, sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ, vai trò trong tổ chức, cấp bậc, chuẩn tướng, chức vụ phụ trách thanh niên của tổ chức. Lâm Ái Huệ, sinh năm 1968, quốc tịch Canada, vai trò, cấp bậc, chuẩn tướng, chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính của tổ chức. Phạm Thị Anh Đào, sinh năm 1979, quốc tịch Mỹ, vai trò, thành viên tổ chức với nhiệm vụ kích động khủng bố, phá hoại, manh động chống phá Việt Nam. Năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can truy nã Phạm Thị Anh Đào về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Lý Hồng Thái, sinh năm 1952, quốc tịch Mỹ, vai trò, cấp bậc, trung tướng, chức vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Võ học, Tổng tham mưu phó Quân lực Quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1930, quốc tịch Mỹ, vai trò, cấp bậc, chuẩn tướng, chức vụ, Chánh văn phòng Thủ tướng. Quách Thế Hùng, sinh năm 1948, quốc tịch Mỹ, vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc đại tướng của tổ chức. Thời gian vừa qua, hàng loạt đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã bị bắt giữ và khởi tố. Cụ thể, ngày 22 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu, 63 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Châu khai sử dụng mạng xã hội Facebook để liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu để được hướng dẫn tham gia. Nhiệm vụ của người phụ nữ này là giải truyền đơn trong các dịp lễ. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hường, 56 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, đang thực hiện hành vi chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9, nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo sự chỉ đạo của một số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tối ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh Nam Định cho biết lực lượng đã phối hợp với Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng, sinh năm 1958, trú tại xóm Lắc Môn 3, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh. Đối tượng Phạm Hoàng là thành viên của tổ chức phản động mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có hành vi chuẩn bị tiến hành giải truyền đơn tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh ngày 2 tháng 9.
ngày 31 tháng 7. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, ngụ ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, để điều tra làm rõ về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo thông báo của Bộ Công an, Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tiền thân là Tổ chức Tân Dân Chủ, là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo, xúi dục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bắt hàng loạt đối tượng hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 22 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu, 63 tuổi, ngụ tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Châu khai đã sử dụng mạng xã hội Facebook để liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu để được hướng dẫn tham gia. Nhiệm vụ của người phụ nữ này là giải truyền đơn trong các dịp lễ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Châu, lực lượng công an thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố trên. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn như máy tính, máy in màu, máy fax. Các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có 3 sọc đỏ và tang chứng. Vật chứng khác liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Châu, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trước đó ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo về việc đã khởi tố các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cụ thể, ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hường, 56 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, đang thực hiện hành vi chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu, tổ chức khủng bố, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, cơ quan công an thu giữ 1.000 tờ truyền đơn có nội dung như trên cùng nhiều phương tiện như máy tính, máy in màu, điện thoại và tang chứng, vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập để làm việc đấu tranh với đối tượng Trần Văn Linh, 67 tuổi, ngụ quận Gò Vấp. Công an đủ cơ sở xác định Trần Văn Linh là đồng phạm của Nguyễn Thị Hường. Trong đó, Linh có nhiệm vụ thực hiện khảo sát các địa điểm đông người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như công viên, trường học, bệnh viện để chuẩn bị thực hiện việc dán, giải truyền đơn theo chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu, tổ chức khủng bố, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đến ngày 30 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hường, Trần Văn Linh về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Hiện, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang mở rộng điều tra. Ngày 15 tháng 9, lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen tặng thưởng cho Phòng An ninh Nội địa. Phòng An ninh Điều tra và Công an quận Gò Vấp là các tập thể trực tiếp khám phá vụ án, lập thành tích nói trên. Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khen thưởng đột xuất cho lực lượng an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an xác định Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, do đó đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý. Hồi cuối tháng 7, ngày 31 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi, ngụ ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước,
để điều tra làm rõ về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Qua điều tra, từ năm 2018, thông qua Facebook, đối tượng Trung biết đến tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Sau một thời gian tìm hiểu, Trung đã đăng ký tham gia, trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và đăng ký thủ tục tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời với mong muốn sẽ được hưởng các quyền lợi mà tổ chức này hứa hẹn. Tuy nhiên, lần được cơ quan chức năng mời làm việc, gian đe, giáo dục, tạo cơ hội để từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức nói trên, nhưng Trung vẫn ngoan cố, cho rằng hành vi của mình là đúng. Theo đó, Trung tích cực vận động, thu thập thông tin và đăng ký cho hàng trăm người tham gia trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Văn Trung và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.